các bạn ra núi đâu? Các bạn ơi. Các bạn ơi. Núi nè. Các bạn ơi, lại đây nè. Các bạn ơi, núi nè. Núi nè các bạn ơi, núi nè. Các bạn lên xỉu. Các bạn lên xỉu luôn. Các bạn. Vậy bạn đi cái lên, cái lên xỉu không? Từ từ xe. Chào các bạn nha, hôm nay mình đi thăm vườn nho. Ở đây là công ty trồng nho rồi sản xuất rượu vang luôn. Thì mình bây giờ mình đi tiếp mình tham quan vườn nho. Sau đó là mình sẽ được dùng thử rượu vang. Rồi nếu mà mình thích đó, thì mình mua, không thích thì thôi. Đó, rất là thoải mái nha. Thì bây giờ mình đi vô vườn nho nha. Dâu. Trái. Dâu chưa kết trái. Đẹp quá, hoa gì đẹp quá. Cái hoa này em biết nha. Hoa gì? Nó chưa kết trái. Hồi nhỏ em cắt trộm của người ta. Hoa đẹp. À, tới vườn nho rồi các bạn ơi. Nhanh lên. Đây là nho còn non. Chưa cái chín. Ui, đây chắc là bông nho nè. Ui. Nho rừng. Hình như ở đây là nho rừng. Nho rừng cho nên là trái như nó nhỏ. Nhìn giống trái sung luôn. Ê các bạn ơi, không biết phải nho chín chưa đó. Đây nho chín. Chắc đây là nho chín quá hả? Ăn thử. Không biết phải nho chín. Nó nhỏ xíu thì xíu à. Nhỏ hơn ngón tay út. Chua lé. Cái nào. Không dám đụng, sợ đụng rớt. Đẹp quá. Wow, nho chín quá trời luôn mấy bạn ơi. Cái chùm này chắc cũng cỡ mấy trăm trái quá. Nho này giống trái nhỏ, nho rừng, cho nên là trồng hoàn toàn tự nhiên, không có phân thuốc. Đó, trái rất là nhỏ nha các bạn. Đây là trái xanh còn sống. Trái xanh còn sống ha. Thì trái sống cũng làm mật nho được luôn. Trái chín thì mình cũng làm rượu ha, rồi làm mật luôn. Thì bạn nào thích thường rượu vang thì nếu mà người nào bị tiểu đường thì không có uống mật nho nha các bạn, mình chỉ uống rượu vang thôi. Không có uống mật mà mình chỉ uống rượu thôi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vườn nho ở đây rất là rộng nha các bạn. Đây là nho rừng. Nho rừng giống Campuchia. Cho nên là cái trái của nó là nó sẽ nhỏ. Nhỏ hơn nho thường của mình, nhỏ hơn nho Việt Nam của mình ha. Nhưng mà cái này là nghe chủ vườn nói là trồng mà. Nho rừng cho nó trái như này. Nho rừng trái nó nhỏ mà nó chua. Nhưng mà cái chùm này nó rất là sai trái luôn các bạn. Trời ơi, nhìn cái chùm nho thế nó đã luôn. Quá trời trái luôn. Chắc sống ăn thử. Ba mình đang ở đâu? Ủa mình đang ở đâu vậy? Quên hỏi cái này có citrus không nữa nãy giờ. Không có thuốc. Không phân thuốc. Trồng tự nhiên. Này trồng tự nhiên không phân thuốc. Mình thử trái sống. Tù quá. Tù quá. Ai cái này à? Quá trời, cái chùm này đẹp nè, nó chín đây nè. Trời ơi. Quá trời luôn nè. Trời ơi chắc. Quá trời, bự hơn cái mặt nữa. Mặt nhỏ đi soi chùm dâu. Cái chùm nho hả? Cái chỗ này có người ăn rồi. Cái này chứ ngâm rượu chứ không có ăn sống được hả? Ăn được nhưng mà chua quá hả? Chua. Chứ là cái vỏ nè. Dày. Cái vỏ nó dày hơn cái nho kia của mình, nó dày hơn nhiều lắm. Hộp nhai được. Bi xích qua xíu coi. Rồi. Chụp kem cái tấm này đi. Đi. Em bớt quên cái chụp á. Hai ơi. Đấy. Đây là chùm nho, chùm nho rừng nha các bạn. Nho rừng. Chùm nho rừng. Em thử cho các bạn coi đi. Trái luôn á các bạn. Em thử cho các bạn coi đi. Thử nha. Chùm nho rừng. 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 Sao bạn? Này là nho rừng. Sao bạn? Ăn được nhưng mà lại em sợ. Không có cảm nhận gì hả? Chua quá. Chua hay ngọt? Hộp. Hộp hả? Chua. Chua dữ quá hả? Chua lắm. Chua lắm. Đây là trái, đây là chùm nho chín nha các bạn. Cái chùm này rất là dài luôn. Khi mà trái chín thì nó sẽ có màu tím đen. Nhưng mà đặc biệt là nó rất là chua nha. Nó chưa chua thì cũng không chua lắm. À, bớt gì nhẹ thôi con, một trái thôi. Đó, các bạn đi, các bạn sao con? Các bạn ơi. Các bạn hộp trong đây nè. Các bạn ơi, hộp trong đây nè. Ngon không? Chị thiệt chào các bạn đi con. Chào các bạn đi. Các bạn ơi, nho nè. Ngon không? Lâu rồi. Rồi, em đi tham quan vườn nho đi. Đi thôi. Nè nè, mua đi thôi. Chùm này đi mua trời ơi, nguyên một chùm nó ghê chưa. Các ba nè, em đi. Đi sao không? Không có sao đâu. Ba thông nha. Ba đi lại ba thông nha, còn ba chạch nha.
vườn nho rất là rộng luôn các bạn ơi. Nhưng mà do là chưa tới mùa nho chín cho nên là nho xanh còn nhiều. Nho xanh nhiều hơn nho chín. Tầm khoảng 1 tháng nữa thì nho sẽ chín. Tầm khoảng 1 tháng nữa các bạn. Tầm khoảng 1 tháng nữa nếu mà mình có dịp đi ngang đây thì mình ghé vô thăm lại vườn nho ha. Tại vì 1 tháng nữa thì nho sẽ chín nhiều hơn. Thì nhìn sẽ đẹp hơn. Bây giờ nó chưa có chín. Chưa có chín nhiều. Tức là cũng có chín có sống. Gốc nho nha bạn. Nho chùm nào chùm nấy bự quá trời bự luôn. Đi ra bên nè. Đi ra ngoài. Bỏ cho hai luôn cái gì đấy.